cái thân đi. Mà quý vị nói thân của tôi thì quý vị có tư tưởng xen vô đó rồi, thì quý vị trở về cõi quý độ. Rồi thân đi mau thì giờ mình sửa cho nó đi chậm, thì tư tưởng sửa nó. Còn tôi biết thân thì cái biết này không phải là thân, tôi biết có cái thân đi. Rồi bây giờ cái thân không có sửa, rồi tư tưởng xen vô sửa, nó biết có tư tưởng xen vô, nó không phải là tư tưởng, nó chỉ là cái biết thôi. Thành ra cứ nào thay đổi thì cái đó không phải là mình. Còn cái nào đầu đuôi trước sau cũng như một thì cái đó là ta. Rồi tôi biết có thân đi, rồi bây giờ cải sửa thân đi mau thì biết là có tư tưởng xen vô cải sửa. Tư tưởng nó nhận cái thân này là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn cái biết nó không có nhận gì hết, nó cũng như cái gương, nó nhận sự vật rồi nó trả lại, nó không giữ cái gì hết. Mà chính không giữ cho nên cái gương luôn luôn là sáng. Mà hãy sáng thì nó nhận tất cả sự vật, mà nhận tất cả sự vật rồi nó gửi trả hết, nó không giữ cái gì hết. Thì kêu không giữ là bất biến, mà nhận sự vật đó là tùy duyên. Nó đại khái nó như vậy. Thì bây giờ thân thứ ba, tôi nói lại, thân thứ nhất là cái thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Thân thứ hai là các dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần kinh, thị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác. Thân thứ ba là thần kinh của ốc. Thần kinh của ốc không phải là cảm giác vui buồn, mà là cảm giác vững dưng. Chuyện gì mà hiểu chuyện vững dưng thì ngồi thiền cho sâu đi. Nghe không? Rồi từ đó hết rồi. Cái này là tam giới. Rồi tới nhập lưu nhất lai bất lai la hán là có cái sắc thân thứ tư, là siêu khỏi ba thân này. Tức là cái lặng lẽ tôi nói, đi, biết đi thì thân đi chứ tôi không có đi. Cảm giác dễ chịu thì biết cảm giác dễ chịu, chứ cái biết nó không có dễ chịu. Rồi cái thân chết thì biết thân chết, chứ cái biết nó không có chết. Cảm giác chấm dứt thì biết cảm giác chấm dứt, chứ cái biết không có chấm dứt. Nó không bao giờ sống mà cũng chưa hề chết. Thì cái thân này là thân thứ tư, thân của nhập lưu, của thánh nhất, nhì, ba và tư. Nghe không? Rồi cái thân thứ năm là cái thân của Bồ Tát và Chư Như Lai. Thôi quá cao, là tùy thuận trở lại nhưng mà vẫn là bất tử. Thôi có đó khi khác. Thì đại khái giờ chúng ta trở lại, trở lại cái quan trọng nhất của sắc thân thứ nhất. Thân thứ nhất là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì ăn uống ngủ nghỉ là cái quan trọng của sắc thân này, với cái danh và cái lợi. Cái lợi là cái tiền bạc vô quý vị đó. Quý vị có tiền nhiều, làm cái gì mà được tiền nhiều thì đó là cái lợi. Còn cái danh là có nhiều người không cần cái lợi đó, nhưng mà cúng dường đó này kia, cần cái danh để cái bảng đứng ở trên đầu, tôi được đứng đầu bảng dạng, được người ta khen mà không ai chê, cái đó là cái danh. Cái danh này khó trừ ạ, cái lợi thì còn dễ. Mấy người giàu có người ta không cần tiền, nhưng người ta cần cái danh. Nên ở đây có nhiều Phật tử, con cúng tiền nhiều sư đề con bảng vàng cao nghe sư. Tôi nói đây không có đề bảng rồi gì hết trơn á. Mấy cái chùa có, người nào mà cúng số tiền quá lớn rồi đặt cái bảng để trên bàn Phật á, để cái tên luôn Phật tử. Bây giờ bên những chùa Miên có đó, cái người nào mà làm cái tường nó đề trên trong tường luôn, rồi bà nào tử cúng bao nhiêu cúng một cái miếng miên tường này. Tôi đây không có, ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Còn cái tịnh xá, cái nhà giảng đó là của quý Phật tử, có chỗ ngồi khỏe gì thì phải xây cất lên à. Còn tôi là cái cốc lá thôi, không có, tôi ở gốc cây. Tôi vô tôi che tạm gì thôi. Nó lúc nói tôi còn khỏe à, còn giờ tôi bệnh thì không phải vậy nữa nha. Bây giờ thì khác rồi đó. Chứ hồi xưa là theo trong kinh đó, Đức Phật nói đó, người tu chỉ nghĩ với cội cây, nhưng có ai cúng liều am cốc nhỏ bằng lá một cửa thì được ở. Đó là theo đạo Phật đấy. Những cái đó là không có thì che sơ xài hai miếng lá cho nó được mưa và nắng thôi. Còn cái này là để cho Phật tử nghe pháp. Tôi có ở đây đâu, nghe mấy ngày cúng nội rồi tôi lên một chút. Còn ở củ quyền là thờ cha mẹ ông bà ông cố ông sơ của Phật tử, tôi thì không có cha mẹ riêng nữa.
Còn tịnh xá là chỗ thờ Phật để Phật tử vô chiêm bái. Còn tôi bây giờ đâu có lại Phật gì nữa. Tôi lại tôi thôi. Đó, tôi là trở về với tôi. Tôi cũng năn nỉ Phật tử trở về với mình. Thường thí dụ đó, quý vị đi thì quý vị biết mình đi thì cái thân đi. Còn quý vị nói thân của tôi thì quý vị có tư tưởng xen vô đó rồi. Thì quý vị trở về cõi quý độ. Rồi thân đi mau thì giờ mình sửa cho nó đi chậm thì tư tưởng sửa nó. Còn tôi biết thân thì cái biết này không phải là thân. Tôi biết có cái thân đi. Rồi bây giờ cái thân không có sửa. Rồi tư tưởng xen vô sửa nó biết có tư tưởng xen vô nó không phải là tư tưởng, nó chỉ là cái biết thôi. Thành ra cứ nào thay đổi thì cái đó không phải là mình. Còn cái nào đầu đuôi trước sau cũng như một thì cái đó là ta. Rồi tôi biết có thân đi. Rồi bây giờ cải sửa thân đi mau thì biết là có tư tưởng xen vô cải sửa. Tư tưởng nó nhận cái thân này là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn cái biết nó không có nhận gì hết, nó cũng như cái gương, nó nhận sự vật rồi nó trả lại, nó không giữ cái gì hết. Mà chính không giữ cho nên cái gương luôn luôn là sáng. Mà hãy sáng thì nó nhận tất cả sự vật. Mà nhận tất cả sự vật rồi nó gửi trả hết, nó không giữ cái gì hết. Thì kêu không giữ là bất biến, mà nhận sự vật đó là tùy duyên. Nó đại khái nó như vậy. Thì bây giờ thân thứ ba, tôi nói lại, thân thứ nhất là cái thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Thân thứ hai là các dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Thân thứ ba là thần kinh của ốc. Thần kinh của ốc không phải là cảm giác vui buồn, mà là cảm giác dưỡng dưng. Những gì mà hiểu chữ dưỡng dưng thì ngồi thiền cho sâu đi. Rồi từ đó hết rồi. Cái này là tam giới. Rồi tới nhập lưu nhất lai bất lai la hán là có cái sắc thân thứ tư là siêu khỏi ba thân này. Tức là cái lặng lẽ tôi nói đi, biết đi thì thân đi chứ tôi không có đi. Cảm giác dễ chịu thì biết cảm giác dễ chịu chứ cái biết nó không có dễ chịu. Rồi cái thân chết thì biết thân chết thì cái biết nó không có chết. Cảm giác chấm dứt thì biết cảm giác chấm dứt chứ cái biết không có chấm dứt, nó không bao giờ sống mà cũng chưa hề chết. Thì cái thân này là thân thứ tư, thân của nhập lưu, của thánh nhất, nhì, ba và tư. Thấy không? Rồi cái thân thứ năm là cái thân của Bồ Tát và chư Như Lai. Thôi quá cao, là tùy thuận trở lại nhưng mà vẫn là bất tử. Thôi có đó khi khác. Thì đại khái giờ chúng ta trở lại cái quan trọng nhất của sắc thân thứ nhất. Thân thứ nhất là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì ăn uống ngủ nghỉ là cái quan trọng của sắc thân này, với cái danh và cái lợi. Cái lợi là cái tiền bạc vô quý vị đó. Quý vị có tiền nhiều, làm cái gì mà được tiền nhiều thì đó là cái lợi. Còn cái danh là có nhiều người không cần cái lợi đó nhưng mà cúng dường đó này kia, cần cái danh để cái bảng đứng ở trên đầu, tôi được đứng đầu bảng vàng, được người ta khen mà không ai chê, cái đó là cái danh. Cái danh này khó trừ ạ. Cái lợi thì còn dễ, mấy người giàu có người ta không cần tiền nhưng người ta cần cái danh. Nên ở đây có nhiều Phật tử con cúng tiền nhiều sư đề con bảng vàng cao nghe sư, tôi nói đây không có đề bảng rồi gì hết trơn á. Mấy cái chùa có người nào mà cúng số tiền quá lớn rồi đặt cái bảng để trên bàn Phật á, để cái tên luôn Phật tử. Bây giờ bên ấy chùa Miên có đó, cái người nào mà làm cái tường nó đề trên trong tường luôn, rồi bà nào tử cúng bao nhiêu cúng mà cái miếng miên tường này. Tôi đây không có, ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Còn cái tịnh xá, cái nhà giảng đó là của quý Phật tử. Có chỗ ngồi khỏe gì thì phải xây cất lên à. Còn tôi là cái cốc lá thôi. Không có, tôi ở gốc cây. Tôi vô tôi che tạm gì thôi. Nó lúc nói tôi còn khỏe à. Còn giờ tôi bệnh thì không phải vậy nữa nha. Bây giờ thì khác rồi đó. Chứ hồi xưa là theo trong trong kinh đó Đức Phật nói đó. Người tu chỉ nghỉ với cội cây. Nhưng có ai cúng liều am cốc nhỏ bằng lá một cửa thì được ở. Đó là theo đạo Phật đấy. Những cái đó là không có thì che sơ sài.
hai miếng lá cho nó được mưa và nắng thôi. Còn cái này là để cho Phật tử nghe pháp, tôi có ở đây đâu. Nhưng mấy ngày cúng nội rồi tôi lên một chút, còn ở cửu quyền là thờ cha mẹ ông bà ông cố ông sơ của Phật tử, cho tôi thì không có cha mẹ riêng nữa. Còn tịnh xá là chỗ thờ Phật để Phật tử vô chiêm bái, còn tôi bây giờ đâu có lại Phật gì nữa, tôi lại tôi thôi. Tôi là trở về với tôi cũng năn nỉ Phật tử trở về với mình.